chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 24 giờ thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024 được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử. Và bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chi tiết. Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Hôm nay ngày 11 tháng 10, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ở mức 113.500 đồng trên 1 kg. Hội thảo chuyên đề về công tác quản lý thuế các tỉnh Tây Nguyên. Khai mạc liên hoan tuyên truyền lưu động lần thứ 3. Gia Lai có một thí sinh thi thuyết trình chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh. 160 vận động viên tham gia giải bóng chuyền truyền thống thanh niên thành phố Pleiku bắt giữ hai đối tượng mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 10, tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng và triển khai nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2024, khu vực miền Trung, Tây Nguyên các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định. Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đại diện thường trực cấp ủy và ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trong Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ra Lăng Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hai hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nội chính và đầu tư công, ban hành chỉ thị số 17 ngày 20 tháng 9 năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy đối với việc phát hiện xử lý hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân tổ chức doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, né tránh, đùng đẩy, không dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã nêu rõ 4 biểu hiện hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân tổ chức doanh nghiệp trong giải quyết công việc và 14 biểu hiện hành vi sợ trách nhiệm, né tránh đùng đẩy, không dám làm. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận và đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, thời gian qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, sửa đổi bổ sung chương trình làm việc xây dựng quy chế phối hợp Bên cạnh đó, hoàn thành công tác kiểm tra giám sát theo chỉ đạo của Ban Kiểm tra Trung ương về các gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Việt Á kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, không để khiếu kiện tập trung ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nguyễn minh quang đề nghị cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu triển khai hiệu quả chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát ra soát các kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương đã ban hành tập trung kiểm tra chuyển cơ quan điều tra truy những vụ việc phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nhấn mạnh song song với công tác ra soát nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp các địa phương đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại thiếu sót mà ủy ban kiểm tra trung ương đã nêu trong các kết luận thông báo ngành kiểm tra chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới tiến hành luân chuyển đội ngũ cán bộ của ngành theo quy định tập huấn bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra khi có kết luận kiểm tra phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để đội ngũ cán bộ đảng viên được biết để làm tốt công tác giáo dục răng đe. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi lần thứ hai trong nhiệm kỳ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3 phối hợp với tình ủy tổ chức hội thảo với những chủ đề rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, không chỉ đối với tỉnh Gia Lai mà cả khu vực Tây Nguyên. Tỉnh Gia Lai hiện có 955 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 609 người dân tộc Gia Rai chiếm 63,77%, 229 người dân tộc Ba Na chiếm 31,3% dân tộc khác là 47 người chiếm 4,93%, có 174 người có uy tín là đảng viên đang trực tiếp tham gia vào hoạt động của tổ chức đảng cơ sở chiếm 18,22%, 93 người là trưởng thôn chiếm 9,74% việc phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở nói chung trong vùng dân tộc thiểu số nói riêng những năm qua được các cấp ủy chính quyền tỉnh gia lai xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh thường xuyên được quan tâm hỗ trợ về vật chất tinh thần được tập huấn bồi dưỡng cung cấp thông tin cũng như các kỹ năng hòa giải tuyên truyền vận động quân chúng giáo sư tiến sĩ lê văn lợi mong muốn hội thảo sẽ lan tỏa và thúc đẩy sự gắn kết hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn tại các địa phương, cũng như sự kết nối giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3 với các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Hôm nay ngày 11 tháng 10, giá cà phê trong nước nằm ở mức 112.800 đồng đến 113.500 đồng trên 1 kg, tăng nhẹ 100 đồng kg so với hôm qua. Tại Gia Lai, cà phê được thu mua ở mức 113.500 đồng trên kg. Tương tự như Gia Lai, tại các tỉnh Con Tâm, Đắk Lắk và Đắk Nông, cà phê cũng được thu mua ở mức 113.500 đồng. Riêng Lâm Đồng, cà phê giữ nguyên giá của hôm qua với mức 112.800 đồng trên 1 kg. Nếu cà phê Robusta Việt Nam đứng ở mức 5.000 USD trên tấn trong một năm thì ly cà phê có thể trở thành thức uống xa xỉ. Đây là nhận định của nhiều doanh nghiệp kinh doanh chế biến cà phê trước việc mặt hàng này đứng ở mức cao liên tục trong thời gian qua. Hiện tại, Việt Nam, nhà cung cấp cà phê Robusta số 1 thế giới đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng giá vẫn ở mức cao. Tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số 7 tổ chức hội thảo chuyên đề về kiểm tra giám sát hóa đơn điện tử, giá tính thuế tài nguyên và quản lý thuế theo luật đất đai năm 2024. Thông qua hội thảo chuyên đề, Cục Thuế các tỉnh tài Nguyên thuộc Cụm thi đua số 7 đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm các giải pháp quản lý thuế trong công tác kiểm tra, giám sát hóa đơn điện tử, xử lý hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp giá tính thuế tài nguyên đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đá granite. Các vấn đề vướng mắc khi thực hiện quản lý thuế theo luật đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành về phía đơn vị tổ chức hội thảo, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đánh giá cao các ý kiến tham luận gắn với kinh nghiệm thực tế của năm tỉnh Tây Nguyên, đồng thời đề xuất các đơn vị thuộc cụm thi đua số 7, cần cử cán bộ, công chức, làm đầu mối nghiên cứu kỹ về chuyên môn nghiệp vụ trước khi ứng dụng triển khai chuyên đề quản lý thuế phù hợp với điều kiện, đặc điểm, địa bàn. Tinh thần nhất quán là đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định pháp luật và yếu tố đồng hành chia sẻ với người nộp thuế. tại nhà văn hóa lao động thành phố Pleiku diễn ra lễ khai mạc liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ ba năm 2024. Tham gia liên hoan có đội tuyên truyền lưu động chín huyện thị xã gồm Đắc Đoa, Chư Bả, Cờ Rông Ba, A Dinh Ba, Gia Ba, Chư Sê, Mang Giang, Cờ Bang và Đắp Bơ. Trong hai ngày ngày 10 và 11 tháng 10, các đội sẽ hoàn thành bốn nội dung thi tuyên truyền miệng, văn nghệ cổ động, thông tin và trang trí xe tuyên truyền cổ động triển lãm. Liên hoan là dịp cập nhật phương pháp tuyên truyền trong tình hình mới, hội tụ, giao lưu, học hỏi của các tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền lưu động. Hoạt động này cũng nhằm biểu dương lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền, truyền tải các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đưa thông tin về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt khác, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Ly La, xã Tân An, huyện Đắp Bơ, tỉnh Gia Lai, thi thuyết trình chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Thu Trang thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo về dự án xây dựng vùng trồng dược liệu theo hướng hữu cơ, gắn với sản xuất và thương mại các sản phẩm trà thảo dược hòa tan, trong đó tập trung giới thiệu sâu hơn về tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, mô hình kinh doanh của mình theo hướng xanh hoặc có tiềm năng đóng góp tạo tác động tích cực tới môi trường, đồng thời trả lời các câu hỏi của giám khảo để làm rõ hơn tính đổi mới và chuyển đổi xanh theo các tiêu chí cuộc thi. Trước đó, dự án của chị Nguyễn Thị Thu Trang xuất sắc giành giải nhất cuộc thi cấp vùng khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Vòng chung kết cuộc thi tăng dần độ khó so với các vòng thi cấp vùng, tập trung vào 6 nhóm tiêu chí lớn gồm tính đổi mới sáng tạo, phân tích thị trường, năng lực thực hiện, tiềm năng tạo, tác động, tính bền vững và khả thi. Ngoài thi thuyết trình các sản phẩm khởi nghiệp của chị Thu Trang, tham gia xúc tiến thương mại để thuyết phục các nhà đầu tư, đối tác và giao lưu với các ứng viên có dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc. Có 40 dự án xuất sắc của các ứng viên đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Hội đồng giám khảo sẽ công tâm lựa chọn các dự án xuất sắc nhất để tôn vinh tại lễ trao giải vào sáng ngày 12 tháng 10. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku khai mạc giải bóng chuyền truyền thống thanh niên thành phố lần thứ 30 năm 2024. Ban tổ chức chia các đội thi thành hai bảng thi đấu: khối xã phường, khối cơ quan trường học. Năm đội bóng khối xã phường gồm: phường Hoa Lư, phường Yên Thế, xã Trà Đa, xã Biển Hồ, Liên Quân, Phường Hội Thương và Vũ Động. Tám đội bóng khối cơ quan trường học gồm Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, Trung học phổ thông Chi Lăng, Trung học phổ thông Phan Bù Châu, Trung học phổ thông Lê Lợi, Trung học phổ thông Lê Cư, Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám và Trường Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 10. Giải bóng chuyên được các đơn vị tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2024, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 8 nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 9 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh bắt quả tang Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1993, trú tại làng Mốc Đen 1 và xã Gia Tom, và Phạm Trung Thành, sinh năm 1991, trú tại xã Gia Cờ La, huyện Đức Cơ, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Văn Tuấn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ 8 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy và 36 khối kim loại hình trụ nghi là kiếp nổ cùng một khẩu súng tự chế màu vàng, 4 viên đạn bên trong ổ đạn, một khẩu súng hơi, đạn chì, qua đấu tranh, đối tượng Thành khai nhận vào khoảng 16 giờ cùng ngày, do có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy nên đã chuẩn bị 300.000 đồng, điều khiển xe mô tô đến nhà Tuấn để mua ma túy. Khi Thành và Tuấn đang giao dịch mua bán, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Ngoài ra, đối tượng Phạm Trung Thành còn khai nhận cất giấu hai túi ni lon ma túy đã ở tại khu tiểu thu công nghiệp thuộc xã Gia huyện Đức Cơ. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai Điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.